Thế giới luôn chuyển đổi, con người bước vào kỷ nguyên phẳng đầy biến động. Trong khi văn hóa là cái còn lại, thì tất cả những cái khác bị quên đi. Làm sao định hình được văn hóa doanh nghiệp trong tư thế thích ứng với những thay đổi tiến hóa của loài người? Đâu là phương pháp bất biến trong dòng chảy vạn biến? Hãy hòa mình vào khóa học tương tác nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tìm được lời giải phù hợp nhất bạn nhé. Mình bắt đầu tập 1 luôn nha các bạn. Tập 1 là gốc rễ triết lý của văn hóa doanh nghiệp, giúp bạn nắm rõ những điều cốt yếu nhất, gốc rễ để trong bất cứ tình huống nào, trong bất cứ quy mô doanh nghiệp như thế nào thì bạn vẫn phản biện mạnh mẽ, mạch lạc nhất và vững tin tiến lên, tạo được nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. Vậy trải nghiệm tập 1 là biết được tại sao văn hóa doanh nghiệp là bộ gen phải không chuyên gia? Vâng, chúng ta bắt đầu luôn nha. Trước khi bạn trải nghiệm nội dung chính tập 1, nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thì tôi xin nhắc lại lưu ý về học trực tuyến có tương tác. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Berlin luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất, và đặc biệt, bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia. Ồ, được tương tác trực tiếp với chuyên gia trên video luôn hả chuyên gia? À đây này, video clip không có chức năng tương tác bạn nha. Bạn chỉ được tương tác trực tiếp với chuyên gia tại nền tảng công nghệ của Berlin tại trang web bbalancer.com. Ngoài ra, tại nền tảng công nghệ của Berlin thì có đầy đủ chức năng hơn như là tải tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn chi tiết thực hiện, đánh giá sau đào tạo, cấp chứng chỉ. Nên khi gặp tương tác không trên nền tảng của Berlin thì bạn cứ suy nghĩ tư duy nha. Wow, vậy khỏe rồi, ngồi ở đâu cũng học tốt, khi cần thì mở ra xem, rồi học theo tốc độ của cá nhân luôn ha. Và muốn có được chứng chỉ chứng nhận nè, cũng như tài liệu thực hiện thì cứ vào trang web bbalancer.com là có luôn ha. Tôi thích nhất là không phải chạy, tránh đường xá xa xôi mà còn kẹt xe nữa chứ. Còn tôi thích nhất là những bộ tài liệu nè, biểu mẫu chính thống từ một công ty chuyên tư vấn quản trị cho hàng trăm doanh nghiệp, là sự đúc kết tốt nhất, rất có giá trị cho chúng ta. Vâng, lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp làm điều này, thì Berlin cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Berlin bằng cách không được sử dụng video này thuộc bản quyền của Berlin. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác, giúp bạn cũng như doanh nghiệp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn bạn. Wow! Mới bắt đầu mà chuyên gia đã kêu tương tác rồi ha. Vâng, bạn hãy kéo thả hoặc nhấn double vào nội dung để điền vào chỗ trống và biết được văn hóa doanh nghiệp là gì bạn nhé. Ồ, còn nếu tôi dùng điện thoại tương tác thì nhấn select để chọn phải không? Yes, và bạn hãy luôn bấm nút submit sau khi tương tác xong để xem đáp án bạn nhé. Vâng, theo từ điển tiếng Việt thì văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Còn theo Marvin Bower, tổng giám đốc McKinsey, thì văn hóa doanh nghiệp là tất cả các thành tố mà chúng ta đang thực hiện trong quá trình kinh doanh và di sản để lại cho thế hệ kế tiếp. Riêng E. Harriot thì nói rất đơn giản, cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi, cái đó là văn hóa. Tại sao văn hóa lại có giá trị vật chất và tinh thần? Tại sao là di sản? Thì do cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi mà lị. Để cụ thể hơn, bạn hãy nhìn ra đời sống hàng ngày. Bạn chọn sống ở đâu thì bạn sẽ trả lời được tại sao bạn cần xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh. Hiển nhiên, tôi chọn môi sườn trống đầy hương và thơm mát chứ. Với những hình ảnh ví dụ này, ta thấy rõ kết quả hiện ra và ẩn trong kết quả này là do con người tạo ra. Con người như thế nào thì sẽ tạo ra kết quả như thế ấy. Trong kết quả này, có kết quả hữu hình là những con đường sẽ đẹp đẽ, sạch sẽ, thoáng mát trong lành. Và có kết quả vô hình là tâm trạng thoải mái, sảng khoái khi được sống trong không gian, không khí, vật chất này. Tôi mà sống trong môi trường bề bộn, dơ dãi như thế này á, chắc là mệt mỏi chết quá. Bạn có dịp chiêm nghiệm về cuộc sống ngoài công cộng rồi ha. Bây giờ bạn hãy thử hình dung mỗi ngày bạn đi làm ở những môi trường làm việc như thế này thì bạn cảm nhận như thế nào? Ủa? Cái gì mà quýnh lộn đi xe vậy ta? Một bên là cùng nhau hướng đến mục đích chung, cùng khuyến khích, hỗ trợ nhau đạt mục tiêu. Một bên thì chỉ có hướng đến lợi ích cá nhân, nên không hài lòng cá nhân một tí thì đập phá máy móc cho hả giận hoặc đánh đồng nghiệp khi nói lên những điều không vừa ý. Thôi, ghê quá. Tôi không làm việc trong những môi trường đậm đà lợi ích cá nhân đâu.
Vậy theo bạn, bao nhiêu phần trăm con người thích sống và làm việc tại những nơi như vậy? Tôi dám chắc là trên 50% thích sống trong môi trường xanh sạch. Mọi người khuyến khích và hỗ trợ lẫn nhau nè. Còn những người thích sống trong bề bộn, ngột ngạt, tối ngày gành đua ghen ghét nhau, chắc rất ít. Vậy bạn biết tài sản hữu hình, vô hình là gì và nó có giá trị tương ứng như thế nào hay không? Tôi nghĩ... Thôi làm tương tác luôn đi bạn, chuyên gia đang chờ bạn kìa. Hãy chọn câu trả lời đúng trong mỗi danh sách gợi ý để trả lời cho câu hỏi tài sản hữu hình, vô hình gồm những gì và giá trị tương ứng nha. Ok, tôi làm ngay và luôn đây. Tôi tương tác một xíu nữa là chính xác rồi. Nói chung qua tương tác này thì tôi hiểu tài sản hữu hình là cái sờ mó được. Vì nó sờ mó được nên giá trị nó thấp. Còn tài sản vô hình là cái mà không phải ai cũng nắm bắt được nên nó có giá trị cao. Hèn gì, tôi thấy nhiều doanh nghiệp có giá trị cao ngất ngưỡng trong khi họ không có tài sản gì bao nhiêu. Đặc biệt thời nay các startup nè chỉ xuất hiện một thời gian ngắn mà trở thành doanh nghiệp triệu đô, tỷ đô vì họ có thông tin, dữ liệu, sản phẩm vô hình của họ hợp với thời thế. Ồ, vậy doanh nghiệp cần phải đầu tư vào đâu vậy ta? Còn phải hỏi, hiển nhiên vào nơi đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp rồi. Vậy mà, đa số các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự đầu tư vào xây dựng phân hóa doanh nghiệp đó nha. Vậy bây giờ chúng ta cần nói rõ hơn là với giá trị 75% này thì cụ thể doanh nghiệp được gì, nhân viên được gì khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Bạn hãy ghép các nội dung phù hợp vào nhau để biết được doanh nghiệp và nhân viên sẽ được điều gì cụ thể mà khiến cho doanh nghiệp có được giá trị cao như vậy. Ok, tôi làm liền luôn nè. Với tương tác vừa rồi thì bạn ngấm quá rõ lợi ích cho cả doanh nghiệp và nhân viên chưa ạ? Vâng, đúng là doanh nghiệp có văn hóa hiệu quả thì dễ thu hút nhân tài. Có nhân tài thì doanh nghiệp sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh. Thương hiệu doanh nghiệp vững mạnh với bản sắc doanh nghiệp mà người dùng dễ dàng nhận ra. Vâng, tôi cũng nhận thấy như bạn. Chính vì thế mà ai cũng mơ ước được vào làm những thương hiệu nổi tiếng để được hưởng nhiều điều tốt đẹp từ không gian làm việc, môi trường làm việc, các chính sách lương thưởng dồi dào và đặc biệt là niềm hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp, xã hội khi là nhân viên của thương hiệu nổi tiếng. Nói chính xác ngắn gọn là thương hiệu cá nhân cũng hoành tráng hơn, có giá trị thương hiệu cá nhân cao hơn những ai làm việc ở những thương hiệu không có tiếng tăm. Vậy yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp là gì? Đó là vật thể hữu hình, giá trị được chấp nhận, quan niệm chung. Đến đây thì bạn hiểu rõ lý do văn hóa doanh nghiệp đem về nhiều lợi ích là như vậy. Trong đó trọng tâm để xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp thì phải căn cứ vào sứ mệnh, giá trị cốt lõi và tầm nhìn. Để từ đây chúng ta sẽ có một đội ngũ có hành vi ứng xử phù hợp với giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Vì thế chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của gốc rễ văn hóa doanh nghiệp bằng cách tương tác cùng với chuyên gia ngay sau đây nhé. Sứ mệnh, giá trị cốt lõi, tầm nhìn là gì? Bạn hãy kéo và thả hoặc nhấn double các nội dung phù hợp vào khoảng trống để chủ động trả lời câu hỏi của các chuyên gia nha. Wow, có 8 khoảng trắng mà có đó 11 nội dung đó ngang, khó dữ ta. Nhờ vậy mà bạn mới nhớ dài chứ. Vâng, để bạn có thể xây dựng được một đế chế vững chắc thì bạn cần phải có nền móng là sứ mệnh. Để nó trả lời được tại sao tổ chức bạn được ra đời và tồn tại. Đó là bản tuyên ngôn của tổ chức, chứng minh sự hữu ích và các ý nghĩa trong sự tồn tại của tổ chức đối với xã hội. Để làm được điều này thì những con người trong tổ chức phải có những giá trị cốt lõi phù hợp với đặc thù của tổ chức. Đó là những nguyên tắc về hành vi mà tổ chức cần theo đuổi để luôn đi đúng hướng và đạt được sứ mệnh. Và cuối cùng là tầm nhìn, mục tiêu của tổ chức ở một giai đoạn cụ thể. Thật ra một doanh nghiệp có đa số nhân viên đạt giá trị cốt lõi thì khả năng tầm nhìn nào cũng đạt được. Sứ mệnh, giá trị cốt lõi và tầm nhìn còn được gọi vắn tắt là hệ thống tôn chỉ đó các bạn. Nhằm giúp bạn dễ hình dung hệ thống tôn chỉ cụ thể như thế nào, thì đây là một ví dụ cụ thể về hệ thống tôn chỉ của chính công ty Belen. Chúng ta sẽ sử dụng hệ thống tôn chỉ này để thực hành từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp nha. Nào, chúng ta hãy cùng phân tích ý nghĩa của hệ thống tôn chỉ này nhé. Belen được sinh ra là để làm gì? Tôi được biết sứ mệnh của Belen là phát triển con người, phát triển doanh nghiệp và phát triển đất nước. Wow, bạn giỏi quá! Belen là những nhà quản trị hơn 20 năm, chuyên tư vấn và huấn luyện quản trị doanh nghiệp. Thì Belen nhận rõ rằng muốn đất nước phát triển thì từng cá nhân phải quản trị được chính mình, doanh nghiệp quản trị được nhân tài.
Chính vì thế mà Belen đã tạo ra công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam tại trang web bbalancer.com. Để làm được điều này thì Belen cần có những con người có cùng giá trị cốt lõi về tận tâm, hiệu quả và chung tay với cộng đồng. Wow, chỉ những con người cùng giá trị này mới tạo nên một Balance dẫn đầu hiệu quả trong ứng dụng quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam. Phải không chuyên gia? Vâng, đúng rồi. Vậy theo bạn, hệ thống tôn chỉ có vai trò gì trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Bạn hãy chọn một hoặc nhiều lựa chọn đúng để trả lời cho câu hỏi. Hệ thống tôn chỉ có vai trò gì trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp ha? Ok la, tôi làm tương tác ngay đây. Vâng, hệ thống tôn chỉ là kim chỉ nam dẫn lối cho mọi hoạt động của tổ chức. Đố bạn cụ thể văn hóa doanh nghiệp được xây dựng căn cứ từ đâu? Sứ mệnh hay giá trị cốt lõi hay tầm nhìn hay sao nè? Tôi nghĩ... Tương tác cùng với chuyên gia luôn đi bạn, chuyên gia đang chờ bạn đó. Hãy chọn câu trả lời đúng để trả lời cho câu hỏi văn hóa doanh nghiệp được xây dựng căn cứ trực tiếp từ đâu? Vâng, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng căn cứ từ giá trị cốt lõi của đặc thù doanh nghiệp. Vì thế mà mỗi doanh nghiệp sẽ có một nền văn hóa riêng, một bản sắc doanh nghiệp riêng, không thể copy sao chép được. Như với Berlin, văn hóa doanh nghiệp được thể hiện bằng những hành vi cụ thể là tận tâm, hiệu quả và chung tay với cộng đồng. Với doanh nghiệp của bạn cũng vậy, sẽ chỉ xoáy vào các hành vi của giá trị cốt lõi của doanh nghiệp bạn để mà xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chuyên gia đang hứng thú muốn tương tác trực tiếp với bạn nữa kìa. Bạn hãy cho chuyên gia biết văn hóa doanh nghiệp được hình thành và duy trì từ ai. Theo bạn, văn hóa doanh nghiệp được hình thành và duy trì từ ai? Bạn hãy chọn một hoặc nhiều câu trả lời đúng đi ha. Yes, sir. Ai là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vậy bạn ơi? Bạn hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên để nắm rõ hơn đi ha. Các tương tác vừa rồi đã giúp chúng ta kết thúc tập 1 là gốc rễ triết lý của văn hóa doanh nghiệp, giúp bạn nắm rõ tại sao văn hóa doanh nghiệp là bộ gen của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có bản sắc riêng và phát triển vững mạnh. Vâng, mình học được rất nhiều điều từ tập 1. Mình không còn phân vân bối rối với việc không biết nên xây dựng văn hóa doanh nghiệp giống công ty A hay công ty B. Bạn hãy tiếp tục tập 2 là tập giúp bạn nắm rõ phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp vừa mang tính kỹ thuật vừa mang tính nghệ thuật. Thiếu một trong hai đặc tính này thì khó mà xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công bạn nha. Các tương tác vừa rồi đã giúp chúng ta kết thúc tập 1 là gốc rễ, triết lý của văn hóa doanh nghiệp, giúp bạn nắm rõ tại sao văn hóa doanh nghiệp là bộ gen của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có bản sắc riêng và phát triển vững mạnh. Vâng, mình học được rất nhiều điều từ tập 1 này. Mình không còn vân vân, bối rối với việc không biết nên xây dựng văn hóa doanh nghiệp giống công ty A hay công ty B nữa. Bạn hãy tiếp tục tập 2 là tập giúp bạn nắm rõ phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp vừa mang tính kỹ thuật, vừa mang tính nghệ thuật. Thiếu một trong hai đặc tính này thì khó mà xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công bạn nhé.